Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của Điện tử DAT. Và video hôm nay thì Điện tử DAT sẽ giới thiệu cho các bạn về một mặt mà mình cảm thấy khá là hay ho để các bạn có thể áp dụng trong cuộc sống cũng như là công việc hàng ngày. Và sản phẩm mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là bộ đếm công tơ DH48J8. Mặt sẽ sử dụng ngõ ra relay hoặc là cảm biến để thực hiện chức năng đếm, nhờ đó mà ta có thể đếm được số lần hoạt động hoặc là số lượng của sản phẩm, vân vân. Với chức năng đếm thì chúng ta có thể đếm lên hoặc là đếm xuống. Với giá trị cao nhất đó chính là 999.900 lần. Lật ra đằng sau thì các bạn sẽ thấy đằng sau chúng ta sẽ có các chân cắm như thế này. Chúng ta sẽ có 8 chân. Ở dưới các chân thì sẽ có số thứ tự đánh dấu là từ 1 tới 8 nha. Và chúng ta sẽ được đi kèm một đế cắm như thế này. Ở trên đế cắm sẽ có các chân được ký hiệu từ 1 cho tới 8. Các chân này sẽ tương đương với các chân cắm ở trên bộ sản phẩm. Ở lỗ chính giữa thì chúng ta sẽ có một phần khuyết tương đương với điểm lồi ở trên chân cắm màu đen này. Chúng ta phải cắm đúng chiều. Và khi chúng ta đã cắm vào rồi thì các chân ở trên đế cắm sẽ thay cho các chân ở trên bộ đếm với thứ tự là từ 1 đến 8, tương tự như vậy nha. Và với bộ đếm công tơ của mình thì sẽ có hai loại để cho các bạn có thể lựa chọn, là loại 12V DC và 220V AC. Về kích thước cũng như là hình dáng của hai bộ thiết bị thì nó đều giống như nhau, nó chỉ khác nhau ở số nguồn điện áp hoạt động của hai bộ thiết bị thôi nha. Ngõ ra của hai bộ thiết bị này sẽ là ngõ ra dàn tiếp điểm của relay, là thường đóng và thường hở. Với điện áp của hai relay này có thể chịu đựng được đó chính là 250V AC cùng dòng tải tối đa là 5A. Như đây thì mình sẽ sử dụng bộ đếm là 12V DC để có thể hướng dẫn cho các bạn nha. Ở trên thân của bộ đếm thì chúng ta sẽ thấy ký hiệu của các chân cũng như là chức năng của các chân này. Với chân 2 và chân 7 sẽ là hai chân dùng để cấp nguồn cho bộ đếm của chúng ta hoạt động. Và bộ đếm mình đang cầm là 12V DC. Nên vì thế, chân âm mình sẽ cấp vào chân số 2 và chân dương mình sẽ cấp vào chân số 7. Kế đó là các chân 1, 3 và 4. Các chân này khi kết hợp với nhau thì mình thấy nó có công dụng vừa có chức năng reset, vừa có chức năng kích. Và như ký hiệu ở đây thì khi chúng ta kích chân số 1 và chân số 3 thì lúc này mạch của chúng ta sẽ thực hiện tín hiệu kích và mạch của chúng ta sẽ đếm lên hoặc là đếm xuống theo như thông số mà chúng ta đã cài đặt. Khi kích chân số 1 và số 3 thì chúng ta sẽ thực hiện chức năng đó chính là kích mức thấp nha các bạn. Nó sẽ phù hợp để chúng ta lắp đặt các cảm biến dạng NBN. Và khi chúng ta kích hai chân, chân số 1 và chân số 4 thì lập tức các thông số ở trên màn hình của chúng ta sẽ reset. Nó sẽ tương đương với nút reset ở trên mặt của màn hình nha. Kế đó sẽ là các chân 8, chân 6 và chân 5. Các chân này sẽ là các chân tiếp điểm thường đóng và thường hở. Với chân 8 sẽ là chân chung, các bạn có thể hiểu là chân com. Và chân 6 sẽ là chân thường hở, chân 5 sẽ là chân thường đóng. Phía trên mặt của cảm biến thì trước hết chúng ta sẽ có một màn hình LED gồm 4 số như thế này. Bên dưới sẽ là các ô số mà chúng ta có thể điều chỉnh. Các ô số này được sắp xếp theo thứ tự là hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Bên dưới những ô số này chúng ta sẽ có các nút cộng. Và bên trên sẽ là các nút trừ dùng để tăng giảm giá trị của từng ô. Phía bên góc phải thì chúng ta sẽ có một nút nhấn màu đen như thế này. Đây chính là nút reset. Khi chúng ta nhấn nút này thì mặt sẽ trở về thông số mà chúng ta đang cài đặt ở trên bộ điều khiển. Và ở hàng cài đặt các giá trị này thì các bạn sẽ để ý cho mình ô màu đỏ ở dưới cùng. Ở ô này thì chúng ta sẽ có tổng cộng 6 giá trị là X1, X10, X100. Sau đó quay trở lại X1. Quay trở lại X1 thì các bạn để ý cho mình bên dưới X1 sẽ có một dấu gạch ở dưới. Tăng lên nữa đó chính là X10 thì cũng có một dấu gạch ở dưới. Và 100 thì cũng có một dấu gạch ở dưới. Trước hết từ X1 đến X100, nếu không có dấu gạch thì nó sẽ là giá trị đếm lên. Và khi có dấu gạch ở dưới thì nó sẽ là giá trị đếm xuống nha các bạn. Như đây thì mình vừa mới lắp đặt bộ đếm với một cảm biến tiếp cận laser và một còi báo động. Và bây giờ trước tiên mình sẽ cài đặt ở chế độ X1, đó chính là chế độ đếm lên.
Và ở chế độ đếm lên thì mình sẽ cần phải cài đặt giá trị giới hạn cho bộ đếm của mình. Như đây thì mình sẽ cài đặt bộ đếm của mình lên là 10. Vậy là khi chúng ta thực hiện đủ 10 lần kích thì mạch của chúng ta sẽ đóng relay và đồng thời cò sẽ báo động. Và sau khi chỉnh số giới hạn xong thì các bạn cần nhấn nút reset để mạch bắt đầu thực hiện chế độ mà chúng ta đã cài đặt. Và lúc này mỗi lần mà chúng ta thực hiện một tín hiệu kích thì trên màn hình sẽ hiển thị là một đơn vị. Cứ như vậy, sau mỗi lần thực hiện tín hiệu kích thì mạch của chúng ta sẽ tiếp tục cộng thêm một đơn vị và nó sẽ cộng dồn như vậy đến khi nào nó đếm tới số mà chúng ta đã giới hạn lúc ban đầu. Lúc này khi chúng ta thực hiện thêm tín hiệu kích thì mạch của chúng ta sẽ không đếm nữa nha. Và để tắt còi và cho mạch trở về trạng thái ban đầu thì chúng ta sẽ nhấn nút reset ngay ở trên mạch. Lúc này mạch của chúng ta sẽ trở về trạng thái là 00 và chúng ta sẽ sử dụng nó lại như bình thường. Và ở chế độ X1 này thì chúng ta có thể cài đặt tối đa số lần đếm lên đến 9999 lần. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chế độ X10. Ở chế độ này về cài đặt thì nó cũng giống như chế độ X1, nhưng nó khác ở chỗ là chúng ta phải thực hiện tín hiệu kích 10 lần thì trên mạch nó mới hiển thị là một lần đếm. Như đây thì mình sẽ cài đặt số lần đếm là tới 5 lần thì mạch của mình sẽ đóng relay và cò sẽ báo. Và như mình nói lúc nãy thì ở chế độ X10 này thì khi chúng ta thực hiện tín hiệu kích 10 lần thì trên mặt đồng hồ nó mới đếm là một đơn vị. Các bạn hãy cùng mình thử kiểm tra nha. Đây, khi mình thực hiện tín hiệu kích 10 lần thì mạch của mình liền hiển thị là một đơn vị. Và tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện tín hiệu kích đến 10 lần nữa. Thì mạch của chúng ta sẽ đến 2 đơn vị. Vậy là khi trên mặt đồng hồ hiển thị là 5 đơn vị thì còi của chúng ta liền báo động cho ta biết là đã đủ số lần đếm. Và để tắt thì chúng ta sẽ nhấn nút reset ở trên mặt. Và ở chế độ X10 này thì chúng ta có thể thực hiện tín hiệu kích lên đến 99.990 lần. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với chế độ X100. Và ở chế độ X100 này thì khi chúng ta thực hiện 100 lần kích thì trên màn hình sẽ hiển thị là một đơn vị. Như đây thì mình sẽ cài đặt số giới hạn là 1. Vậy là chứng tỏ chúng ta phải thực hiện 100 lần kích thì trên màn hình mới hiển thị là một lần đếm nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn tiếp tục để đến với chế độ X1. Nhưng ở chế độ này thì các bạn thấy bên dưới số X1 nó còn có một dấu gạch ở dưới chân nó. Và chế độ này chính là chế độ đếm xuống. Lúc nãy giờ ba chế độ mà mình đã giới thiệu là chế độ đếm lên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chế độ đếm xuống. Và ở chế độ X1 đếm xuống này, khi mà chúng ta thực hiện một tín hiệu kích thì số trên màn hình sẽ giảm một đơn vị. Như đây thì mình sẽ cài đặt số đặt trước là 11 và mình nhấn reset để bắt đầu chạy chế độ. Trên màn hình của mình liền hiển thị số mà mình đã đặt trước. Lúc này mỗi khi có tín hiệu kích thì số trên màn hình sẽ giảm một đơn vị. Và cứ tiếp tục như vậy nó sẽ giảm đến 0. Và khi màn hình trở về 00 thì lập tức còi của mình sẽ báo động. Nhấn nút reset để chúng ta quay trở lại trạng thái hoạt động ban đầu. Tương tự vậy, chúng ta sẽ đến với chế độ X10 đếm xuống. Mình sẽ cài đặt
là 4 lần. Và ở chế độ X10 đếm xuống này thì khi chúng ta thực hiện 10 tín hiệu kích thì trên màn hình sẽ giảm đi một đơn vị. Như đây thì mình đang cài đặt là 4 lần. Vậy là mình phải thực hiện tín hiệu kích là 40 lần thì còi của mình nó mới báo động nha các bạn. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ tới chế độ đếm xuống X100. Ở chế độ này khi chúng ta thực hiện tín hiệu kích là 100 lần thì trên màn hình sẽ giảm đi một đơn vị. Như đây thì mình sẽ cài đặt là 2. Vậy là mình phải kích 200 lần thì màn hình của mình mới về 0 và còi của mình mới báo động nha. Đây, sau khi mình kích 200 lần thì còi của mình, thì màn hình của mình đã về 0 và còi của mình đã báo động nha các bạn. Và trong trường hợp nếu mạch của chúng ta đang đếm thì bỗng nhiên bị cúp nguồn và khi có nguồn lại thì mạch của chúng ta sẽ trở về trạng thái là 00 và đếm lại từ đầu nha các bạn. Và đó chính là các chế độ đếm lên và đếm xuống của bộ đếm counter DH48Z8 này. Một bộ sản phẩm khá là hữu ích để chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong công việc. Ví dụ như là những công việc đếm số lần hoạt động hay là số lượng sản phẩm v.v. Vậy là vừa rồi mình đã test sơ qua một vài khả năng của bộ đếm counter DH48Z8 này rồi. Một bộ đếm rất là hữu dụng để chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống cũng như là công việc hàng ngày. Với hai mức điện áp là 12V và 220V. Thì các bạn có thể dễ dàng lựa chọn khi sử dụng. Và bây giờ video của điện tử DET kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của điện tử DET để nhận thông báo để nhận được những video mới cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.